Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Lâm Nhi Channel. Ở tập tiếp theo này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 5 sản phẩm laptop mà mình đã mua trên Shopee với giá từ thấp cho đến cao nha. Nào chúng mình bắt đầu nè. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc áo laptop khá là sexy, cá tính. Nắp kéo bên trái. Áo này mình thấy trên shop giới thiệu là có 4 màu, đó là xanh dương, đen, trắng và xanh lá chuối. Áo này mình mua với giá là 69.000 tại shop tên là 22 July. Hình ảnh của shop mình sẽ để phía bên trái màn hình để các bạn có thể xem ạ. Sẽ zoom gần hơn cho các bạn thấy chất liệu. Áo này thì là chất liệu khung có độ co giãn và mình đánh giá là nó không quá mỏng, cho nên các bạn cũng đừng có lo là khi mình mua phải hàng rẻ mà chất liệu nó lại không tốt. Áo này thì cổ chữ V, cho nên là khi mặc vào thì cái phần cổ nó cũng khá là thoải mái. Và mình có mắc cho các bạn một điều là nếu mà các bạn muốn mình mặc hở cái phần cổ nó hở hơn nữa, cái dây này cho nó thấp xuống xíu thì cái phần cổ sẽ hở nhiều hơn. Áo này thì mình thấy là cái kiểu ở cho cái bạn ở trong, để mình mở ra nha. Ở đây có một điểm mình không thích về chiếc áo này, đó là cái phần cột bên bạn bên phải thì thay vì là shop lại chỉ may một cái phần là sợi thun như thế này, để khi đó mình có thể lấy cái dây bên trái cột vào cái bộ thun này để cố định phần vạt áo thứ nhất ở trên lớp ở trong. Thì như vậy mình thấy nó không được đẹp lắm, nhưng mà không sao vì áo mình nó cũng chung nói là vẻ, cho nên cái nhược điểm này nó không quá lớn đối với mình. Mình thấy trên shop thì các bạn mua nhiều nhất là áo cái kiểu này và màu trắng và hoặc là màu đen, nhưng mình lại thích xanh, mua xanh da trời hơn màu trắng. Mình thấy là các bạn khi mà mặc màu trắng vào thì nhìn nó có vẻ là sexy hơn so với lại màu xanh dương mà mình đã mua. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với sản phẩm thứ hai, đó là chiếc áo khoác crop top mà mình đang mặc để giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Áo crop top này mình mua với giá là 75.000, cũng tại cùng với shop một cái áo crop top đầu tiên mình đã giới thiệu, đó là shop 22 July. Mình thấy shop bán áo này với 4 màu, đó là màu đen, trắng, da và màu tím, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình được nhiều màu sắc hơn nếu các bạn có không thích mua màu đen nha. Chất liệu áo đó là chất liệu vải thun gân, vạt tay áo thì có độ có vạt bẹo, có gì làm sao ý là nó hơi bèo ngay vòng tay. Cổ tay áo thì khi mình mặc vào thì mình thấy là cái cổ tay áo nó không được dài lắm, nhưng mà nếu mà đối với cái chiều dài của tay mình thì mình thấy nó cũng vừa, nhưng mà nhiều khi mình muốn mặc áo tay dài á thì mình muốn cái tay nó dài hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Áo này thì mình thấy là hiện tại là cái kiểu nó cũng là khá phổ biến, cũng nhiều người mặc. Nó có hai kiểu, hai cách mặc. Thì thứ nhất là mình thích mặc thoải mái như thế này thì mình chỉ thả dây thôi, mình không có cột lại. Cái kiểu thứ hai thì mình thấy mọi người hay mặc nhiều hơn, đó là mặc chung với lại cái áo loại áo dây như mình đang mặc, thì và sau đó thì họ cột lại như thế này. Nhìn nó cũng khá là Hàn Quốc và cũng không kém cái phần là gợi cảm. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là một áo Rendra 2 dây như thế này đây. Áo này thì mình mua tại shop tên là Bảo An 0809 0910. Shop này thì trước đó mình đã có mua một chiếc váy bút chì mà mình đã giới thiệu ở tập lần đầu tiên cho các bạn.
Áo này mình mua với giá là 49 44.900 đồng. Cái số nó hơi lẻ xíu. Trước tiên là mình nói về ưu điểm đi thì nó là rẻ rồi. Cái điểm thứ hai á là áo này thì kiểu như là áo ra nước màu nước trắng nuốt á, cho nên mình cũng dễ phối đồ. Nhưng mà nhược điểm thì nó cũng khá nhiều. Thứ nhất là nhược điểm đó là nó không có cái gọng ngay cái phần ngực, cho nên là các bạn cũng sẽ phải tìm những cái áo ra chuyên dụng khi mà mặc cái áo này. Điều thứ hai á là cái phần ren á nó không có cứng như mình khi mà nó không cứng như là cái hình minh họa, nó kiểu như nó hơi rũ như nè. Khi mặc thì có lúc thì nó áp vô người, có lúc thì nó rũ xuống, cho nên là nhiều khi mình cảm thấy nó không được đẹp. Điều thứ ba mình không thích đó là cái form nó kiểu như nó chỉ xuôi mình cho u xuống thôi, chứ nó không có bo, không có chiếc eo. Mặc vào thì nhìn nó sẽ không đẹp bằng cái hình minh họa, cho nên là khi các bạn mua thì các bạn cũng phải nên suy nghĩ là mình có nên mua cái áo này hay không nha. Nhưng mà nhìn chung thì do là giá thành rẻ cho nên là mình cũng tương đối là chấp nhận được. Áo mình sẽ được mặc bởi dây kéo chính giữa đằng sau. Dây kéo này thì nhìn nó khá là sáng bóng luôn á. Chất liệu ren mà kiểu như là ren mỏng. Và thứ hai là cái này thì mình thấy là độ co giãn nó không có nhiều. Sau đó là mình sẽ quay clip và đánh giá thì chia sẻ cho các bạn sau trong những tập sau nha. Ok, mình hãy đến với sản phẩm thứ tư đó đồng chí, đó cũng là màu xanh mà có kẻ tổng cổ truyền ra tay phòng. Ở giờ phần eo thì họ có may cái phần khung kiểu khung mà khung nhú. Shop thì shop có bán thêm màu hồng màu nhạt, thì mình thấy cái màu đó cũng khá là dễ thương ngọt ngào, cho nên các bạn cũng có thể tham khảo thử. Áo này thì đối với các bạn cảm thấy mà mình không muốn hở quá thì mình có thể may phần vạt áo đính lại, thì khi mặc thì nó cũng sẽ đỡ bị trễ cổ áo hơn. Chất liệu ở đây mình thấy là chất liệu vải cotton không mỏng, và về nói về độ co giãn thì do là chất liệu này cho nên là mình thấy nó không có được co giãn nhiều. Áo này thì mình thấy là phù hợp đối với các bạn tầm từ 50kg trở xuống. Áo này thì mình thấy là nó cũng kiểu kín đáo á, cho nên là các bạn có thể vừa mặc đi học vừa mặc đi làm, phối với các chân váy hoặc là quần cặp cao thì nó cũng khá là ok. Chỉ còn một cái áo cuối cùng thôi, và đó là áo crop top màu trắng. Áo này thì mình đã mặc trong tập 1 để giới thiệu cái sản phẩm chân váy cho các bạn. Thì có một bạn hỏi là mình nên review về cái áo này mua ở đâu và giá như thế nào. Áo này mình mua tại shop tên là Cookie House với giá là 243.000. Shop này thì vừa có trên Shopee và vừa có store trực tiếp tại đường mình nhớ là đường Trường Quang Diệu, số mấy thì mình không rõ, thì các bạn có thể
seller của shop. Shop bán hàng nghĩa là ba màu, đó là màu trắng, đen và màu be nút. Thì mỗi màu mình thấy đều xinh á. Với lại do làm giá thành nó như thế này á, cho nên là shop rất là chăm chút vào đường may và kiểu form dáng. Phần tây phòng này thì các bạn có thể mặc được hai kiểu, đó là thứ nhất là tây phòng, thứ hai là kiểu bạc vai. Thì tùy cái kiểu mà các bạn phối đồ như thế nào thì các bạn có thể lựa chọn cái kiểu áo mặc phù hợp. Bạc vai thì nó sẽ ra như thế này, nhìn cũng là khá là xinh. Phần đằng sau thì áo này không có dây kéo, nhưng mà cái phần sau thì shop may cái phần dễ thun, cho nên rất là dễ mặc, nó có độ co giãn. Nhưng mà cái nhược điểm là do là cái cổ áo nó cái phần kiểu áo như thế này, cho nên là các bạn phải tìm một cái áo bra chuyên dụng để mặc thì nó sẽ không có bị lộ cái phần dây hoặc là phần cái phần bra áo ra. Tới hiện tại thì đây là chiếc áo đó có mình được yêu thích nhất. Là mình đã giới thiệu xong 5 áo đó là mình đã mua trên Shopee từ giá thấp cho đến cao. Các bạn có thể tham khảo kiểu dáng, màu sắc, chất liệu mà mình đã giới thiệu trong clip để đánh giá cái sản phẩm đó mình có nên mua hay không, và nó có phù hợp với túi tiền của mình hay không nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Xin chào.